ấy là để cái bị ở đây nè, rồi dùng cho nó bị luôn. Tươi rói luôn nè mọi người. Đã thấy là để cái bị ở đây nè, rồi dùng cho nó bị luôn. Hải sản Xuân Tiến xin kính chào quý khách. Tự Hào là địa chỉ uy tín tại Phan Thiết, Bình Thuận. Chúng tôi chuyên cung cấp hải sản tươi đông lạnh như mực ống, mực lá, bạch tuộc, cá làm sạch, chả cá, hải sản một nắng và khô hải sản các loại. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, cùng sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi nhận đơn đặt hàng sỉ và lẻ đi các tỉnh, cam kết luôn làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách với giá thành hợp lý nhất. Để được tư vấn chi tiết về hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0944 187 487. Hải sản Xuân Tiến rất hân hạnh được phục vụ. Xin trân trọng cảm ơn. Hải sản Xuân Tiến xin kính chào quý khách. Tự Hào là địa chỉ uy tín tại Phan Thiết, Bình Thuận. Chúng tôi chuyên cung cấp hải sản tươi đông lạnh như mực ống, mực lá, bạch tuộc, cá làm sạch, chả cá, hải sản một nắng và khô hải sản các loại. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, cùng sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi nhận đơn đặt hàng sỉ và lẻ đi các tỉnh, cam kết luôn làm hài lòng mọi nhu cầu của quý khách với giá thành hợp lý nhất. Để được tư vấn chi tiết về hàng hóa, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0944 187 487. Hải sản Xuân Tiến rất hân hạnh được phục vụ. Xin trân trọng cảm ơn. Cá tươi tươi xanh à, có đã con cá bực 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 bực. Ngon bà con ơi.
Cá này không mua, mua cái gì nhỉ? Quá sắc đẹp. Đẹp lắm. Bay hát. Đẹp lắm. Nhảy phổ. Quá ngọt. Quá tươi. Có do cái bị hết chân không á, hình như bị chân không hết rồi phải không? Còn bị dày á, chứ bị mỏng không có được đâu. Tí đó. Có 5 kg đó. À đúng rồi. Quên. Dấu thấy chưa?